就现在外面晒的那个吧，把盖就是那盖着我那个奶奶，他们把奶奶，把奶晒奶，把晒奶，然后晒掉，没晒晒怎么办呢？也没晒晒奶，啊，干嘛干嘛？嗯，得，哎呀，没事，你看。cái ba nó rất là dài nhá, bạn xoay này, xoay tiếp, xoay tiếp, càng nhiều càng tốt vào, đấy, đấy, em sẽ xoay chậm nhá, thôi thế mà xoay nhanh lắm, cái này mình làm chậm. Thì các bạn nhớ để không, nếu mà các bạn bị sáng luận là các bạn không xoay được lại đâu. Nhưng những bạn mà không biết chơi cái làm như mình ý, đấy. Mà có tận 3 cách để chơi nữa, nhưng mà cách này cách thứ 3 của mình nha. Nhưng mà cách thứ 1 đâu. Nha. Đó. 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 Sắp hoàn thành rồi nha. Rubik của mình nó chưa nên nó cứ kiểu xoay nó cứ kiểu dập dờn ấy. Nghĩ mình vừa mới mua xong nó chưa nên kiểu này. Đó, mình xong rồi, bây giờ mình lấy nhanh nhé. Lắp hoàn thành rồi các bạn ơi. Một đoạn nữa thôi hoàn thành. Đến đoạn đấy là sắp hoàn thành rồi. Đến đoạn này sắp hoàn thành rồi. Mấy nữa. Đấy các bạn ơi, mình đã xong rồi. Thì clip này thì mình cũng kết thúc. Các bạn nhớ subscribe, like, đăng ký cho mình và
ủng hộ mình nha. Giờ thì bye bye.